Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Thủy Nguyên xin được chào đón quý vị thính giả và các bạn đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng như thường lệ, phát sóng trực tiếp 9:30 tất cả các ngày trong tuần. Và đặc biệt vào mỗi một buổi sáng ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các vấn đề liên quan tới sự phát triển về thể chất của các bé trong gia đình. Ngày hôm nay, để có được những kiến thức cơ bản giúp con tăng chiều cao vượt trội, quý vị hãy đồng hành cùng chương trình và đặt ra những câu hỏi cùng với vị khách mời chuyên gia của chương trình ngày hôm nay. Thủy Nguyên xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Vũ Văn Lực. Bác sĩ cũng đã rất quen thuộc với những chuyên đề chăm sóc sức khỏe dành cho tất cả mọi người. Và lời đầu tiên xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới bác sĩ Vũ Văn Lực đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình ạ. Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào chị Thủy Nguyên. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Xin được nhắc lại, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản giúp con tăng chiều cao vượt trội. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống tăng chiều cao Vitin của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Vâng, thưa quý vị thính giả, để trẻ có thể đạt được cái chiều cao tốt thì cái điều này nó mang rất là nhiều ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại cũng như là tương lai của các bé. Để đạt được chiều cao vượt trội không những giúp cho con cao lớn, dáng chuẩn mà sức khỏe và trí tuệ cũng sẽ được nâng cao hơn. Hiểu được ý nghĩa to lớn đó, nhưng mà không phải cha mẹ nào cũng có đầy đủ những cái kiến thức cũng như là những cái phương pháp để giúp con tăng chiều cao vượt trội. Và xin được nhắc lại đường dây nóng 1900 6255 để quý vị có thể đăng ký những cái băn khoăn thắc mắc của mình về sự phát triển của các bé trong từng giai đoạn và nghe phần tư vấn từ phía chuyên gia bác sĩ Vũ Văn Lực. Còn câu hỏi đầu tiên mà Thủy Nguyên muốn đặt ra dành cho bác sĩ ngày hôm nay đó là cái vấn đề về chiều cao tốt ạ. Thì cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống hiện tại cũng như là sau này tương lai của các bé ạ? Dạ vâng, nói đến chiều cao có lẽ nó là một vấn đề mà cũng rất là quan trọng đối với mỗi người chứ không riêng gì một ai cả. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái chiều cao mà mỗi người mà có chiều cao tốt, cao vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa chẳng hạn ấy, thì cảm thấy rất là tự tin, ngoài cái vẻ đẹp, ngoài cái cảm thấy rằng mình sẽ đẹp hơn, rồi cảm thấy mình có cái chiều cao tốt hơn, thì cũng thừa nhận rằng là những người mà có chiều cao thì thường cũng có tự tin hơn những cái bạn khác. Thế thì cái chiều cao mà trong một số ngành nghề, tôi ở đây tôi sẽ nói về cái vai trò của chiều cao, thì trong một số ngành nghề thì thấy rằng là cái chiều cao nó cũng có ý nghĩa rất là lớn, chẳng hạn như là trong các môn thể thao chẳng hạn. Các vận động viên thể thao mà trong một số môn mà có bạn mà có chiều cao tốt ấy, thì cũng rõ ràng là có lợi thế rất nhiều so với đối thủ, như là chẳng hạn như là bóng rổ này, thế rồi thì các môn bóng chuyền chẳng hạn, đấy là những cái môn mà tôi có thể ví dụ, hay là các môn điền kinh cũng vậy, môn nhảy xa hay là nhảy cao mà các bạn mà các vận động viên mà có chiều cao tốt thì cũng có lợi thế rất là nhiều. Hay như trong một số các cái ngành như là quân đội hay công an ấy, thì khi mà tuyển chọn thì một trong cái tiêu chí đó chính là tiêu chí về chiều cao. Đấy rồi thì các cái môn, thế rồi những cái môn về nghệ thuật như là trong các cuộc thi hoa hậu, các bạn cũng thấy rằng là không thể không có cái chỉ tiêu về chiều cao. Để nói như thế để thấy rằng là cái chiều cao nó có vai trò rất là lớn đối với từng người chứ không, và nó toàn đối với toàn xã hội. Và vì cái quan trọng như vậy cho nên là chính phủ cũng đã có những cái đề án để phát triển cái chiều cao tầm vóc của thanh niên Việt Nam. Và cái đề án này tôi nhớ thì đã bắt đầu triển khai từ năm 2011. Tại sao phải có cái đề án như vậy? Là bởi vì là thực tế thì cho đến thời điểm này có một điều đáng buồn rằng là cái thanh niên Việt Nam mình hay là cái chiều cao của dân số Việt Nam mình nó là vẫn rất là thấp. So với các nước Đông Nam Á thôi, chứ chưa dám so với thế giới. Thì so với các nước Đông Nam Á thôi thì Việt Nam mình chỉ cao được hơn mỗi nước Indonesia, còn thấp hơn rất là các nước khác, chẳng hạn như Philippines mình còn thấp hơn chiều cao cả Philippines, thậm chí Campuchia với Lào cũng còn có chiều cao trung bình cũng cao hơn dân số Việt Nam. Nhưng để thấy rằng là chiều cao của mình rất là thấp. Thế thì ngoài ra ấy, thì những người mà có cái chiều cao tốt ấy, thì đồng nghĩa việc là những người mà có cái khối lượng xương đỉnh tốt, và cái khối lượng xương đỉnh tốt như vậy thì nó cũng là mang lại cái sức khỏe về xương rất là tốt sau này. Như vậy để thấy rằng là cái chiều cao nó rất là quan trọng, ngoài vấn đề về thẩm mỹ, về ảnh hưởng đến nghề nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp, cũng như là nó ảnh hưởng cả đến vấn đề sức khỏe nữa. Thì đấy thì phải nói rằng là cái chiều cao rất là quan trọng đối với cơ thể của con người.
Dạ vâng ạ. Có lẽ là cũng đã qua lâu rồi cái thời kỳ mà chúng ta hay lấy cái tiêu chí gọi là bé hạt tiêu ra làm chuẩn mực, đúng không ạ, của sự cái nhanh nhẹn cũng như là thông minh và giỏi giang của mỗi bé chẳng hạn. Bây giờ thì chiều cao nó mang lại rất là nhiều lợi thế cho các bạn ấy, ngay kể cả khi còn nhỏ cũng như là sau này khi trưởng thành nữa, như bác sĩ Vũ Văn Lực cũng vừa mới nói. Thế nhưng mà những cái yếu tố nào thì nó tác động tới sự phát triển chiều cao của trẻ ạ? Đa số các bậc phụ huynh bây giờ thì vẫn nghĩ là do gen di truyền thôi, bố mẹ cao thì yên tâm là con cao, còn bố mẹ thấp thì có mà bổ sung bằng rời thì cũng rất là khó để có thể cải thiện được. Thì cái điều này đúng hay sai ạ? Cái quan niệm như vậy thì cũng đúng, nhưng mà cũng không hẳn là đúng hoàn toàn. Tại sao tôi nói như vậy là bởi vì là chúng ta biết rằng là tôi lấy ví dụ ngay Nhật Bản. Nhật Bản là một nước mà trước đây được coi là một nước lùn của thế giới. Vâng. Và sau chiến tranh thứ hai thì chiều cao của Nhật Bản thì không khác nhiều so với chiều cao của Việt Nam. Nếu như mà các quý vị thính giả có xem lại những cái hình ảnh, những cái bộ phim tư liệu về các cái binh lính của Nhật mà đóng quân ở Việt Nam những thời điểm mà chiến tranh thế giới thứ hai thì thấy rằng là cái binh lính họ không cao vượt trội so với lại thanh niên Việt Nam hay so với lại dân số Việt Nam ở thời điểm đó. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì Nhật Bản được xếp là một trong những nước mà có chiều cao hàng đầu của châu Á. Vâng. Để thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện chiều cao bằng những cái biện pháp mà nó không phải là không thể thực hiện được. Thế thì tôi xin nêu ra là có một rất là nhiều các yếu tố mà nó ảnh hưởng đến chiều cao. Nhưng mà một trong yếu tố đó mà phải nói quan trọng nhất đó là yếu tố dinh dưỡng. Và nó chiếm đến khoảng 31-32% ảnh hưởng đến phát triển chiều cao ở tuổi trưởng thành. Cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố di truyền. Cái yếu tố di truyền này tức là cái gì? Có nghĩa là nếu như bố mẹ mà cao thì cơ bản thì các con sẽ được hưởng cái gen di truyền. Từ cái gen chiều cao của bố mẹ thì các con cũng cao. Nhưng mà yếu tố này nó chỉ chiếm khoảng 23% thôi. Còn ngoài ra thì các yếu tố khác nữa như là yếu tố vận động thể lực, thể dục thể thao thì nó ảnh hưởng đến họ 2%, còn lại khoảng 25% là các yếu tố khác như là môi trường sống này, rồi bệnh tật này, thế rồi thì là ánh nắng này, rồi những các cái khả năng mà chăm sóc sức khỏe thì nó ảnh hưởng đến những yếu tố còn lại. Như vậy chúng ta thấy rằng là riêng cái yếu tố về di truyền chúng ta không can thiệp được. Tức là cái gì? Có nghĩa là bố mẹ mà cao thì các con được ảnh hưởng gen được cao, nhưng cái yếu tố về thể lực này, hoạt động thể lực này, hay yếu tố dinh dưỡng chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp được. Thế thì đấy là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến phát triển cái chiều cao của cơ thể. Thì tôi xin nêu ra một vài con số để quý thính giả có thể tham khảo. Đó là hiện nay thì theo cái thống kê mà gần đây thì của Bộ Y tế thì thấy rằng là thành chiều cao của thanh niên Việt Nam từ 22 đến 26 tuổi đối với nam giới là chỉ cao khoảng 164,4 cm, tức khoảng 1m64. Còn đối với nữ giới là cao khoảng là 153,4 cm. Và các cái tiêu chuẩn này đều thấp hơn so với tiêu chuẩn của thế giới. Cái chiều cao này thấp hơn tiêu chuẩn của thế giới khá là nhiều, hơn trên 10 cm, con số rất là thấp. Trong khi các nước trong khu vực ASEAN, tôi thấy rằng ví dụ như là Singapore là có chiều cao trung bình đối với nam là khoảng 1m70,6 cm, 170,6 cm, một con số rất là cao. Chẳng hạn như này, gần mình hơn như là Thái Lan chẳng hạn thì cũng đã cao được 167,5 cm đối với nam. Như vậy con số của họ cao hơn mình khá là nhiều. Thế rồi nói đến châu Á thì chúng ta phải nói Hàn Quốc là một nước mà có chiều cao nhất châu Á, là chiều cao đến 173,9 cm đối với nam, và đối với nữ là 161,1 cm đối với nữ. Còn Singapore, Trung Quốc cũng là một nước có chiều cao rất là tốt, chẳng hạn như là đối với nam là 170,2 cm và đối với nữ là 158,6 cm. Thì đấy là các nước ở trong, tôi chỉ nói các nước ở trong khu vực Đông Nam Á và châu Á thôi, thì thấy rằng là chiều cao của họ rất là vượt trội so với chiều cao của thanh niên Việt Nam. Dạ vâng. Và những cái yếu tố tác động thì bác sĩ Vũ Văn Lực cũng vừa mới chia sẻ với các thính giả rồi. Vì vậy những bậc phụ huynh nào có chiều cao còn khiêm tốn, đang ở cái mức chuẩn của Việt Nam thôi, gọi là 1m53 đối với nữ hay 1m64 đối với nam chẳng hạn, thì hoàn toàn quý vị có thể yên tâm là con mình có thể cải thiện được cái chiều cao. Con có thể cao 1m6, 1m7, với điều kiện là chúng ta sẽ tác động vào những cái yếu tố còn lại ảnh hưởng tới chiều cao của trẻ, đúng không ạ? Như chúng ta cũng đã thấy, những các nước, các quốc gia phát triển ở châu Á như là Nhật Bản hay Hàn Quốc thì họ cũng có những cái chính
chính sách cải thiện chiều cao cho dân tộc của mình, và sau khoảng hơn 50 năm thực hiện thì cái điều này cũng đã cải thiện được tầm vóc chung của người Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc rồi. Còn Việt Nam chúng ta thì bác sĩ cũng vừa mới nói là mới bắt đầu khởi động cái dự án này từ năm 2011 thôi, chúng ta mới có 7-8 năm thôi, vẫn còn rất là nhiều việc phải làm và cần tới cái sự hiểu biết đúng không ạ, và kiến thức của toàn dân để có thể là cải thiện được thể trạng và tầm vóc của người Việt trong tương lai. Nói rộng thì là như vậy, thế nhưng mà đối với mỗi một bé trong gia đình thì trong cái tương lai gần, làm thế nào để các con phát triển được chiều cao tốt, thì thưa bác sĩ ạ, cụ thể ngoài cái yếu tố về gen di truyền ra thôi chúng ta không tác dụng mà tác động được rồi thì mình cũng không nhắc đến nữa, thế các yếu tố còn lại thì nên can thiệp ra làm sao, và cái yếu tố nào thì ảnh hưởng nhiều nhất tới tốc độ phát triển chiều cao của các bé? Vâng, như tôi đã nói thì yếu tố dinh dưỡng là yếu tố mà quan trọng nhất, và yếu tố này chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp được. Và để mà có một chiều cao phát triển tốt thì đối với một trẻ thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải thực hiện từ sớm. Tức là đối với một người muốn có chiều cao tốt ở tuổi trưởng thành thì chúng ta phải thực hiện từ sớm, từ khi người ta, các chuyên gia cho rằng là chúng ta phải thực hiện từ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là từ khi người mẹ mang thai đã phải quan tâm đến vấn đề phát triển chiều cao cho đứa bé sắp ra đời rồi. Vâng. Đấy thì để thấy rằng đấy là cái tầm quan trọng của cái việc mà phát triển chiều cao chúng ta phải thực hiện từ sớm. Tại sao như vậy? Là bởi vì là trong quá trình phát triển của cơ thể ấy, thì nó có những cái giai đoạn mà phát triển rất là nhanh, mạnh của cơ thể. Và nếu như chúng ta không tận dụng những cái thời điểm đó ấy, thì nó sẽ vượt qua cái thời điểm vàng để phát triển chiều cao. Đối với nam giới thì chiều cao có thể phát triển đến năm 25 tuổi. Chính vì cái điều đó cho nên là nếu như một bạn mà đến 15-16 tuổi mà chúng ta mới quan tâm đến để phát triển chiều cao thì như vậy cũng đã là muộn rồi. Đối với nữ giới thì chiều cao có thể phát triển đến năm khoảng 20-22-23 tuổi. Như vậy nếu như chúng ta mà thực hiện muộn quá thì nó vượt qua thời điểm mà phát triển chiều cao rồi. Cho nên như tôi nói là tức là cái yếu tố dinh dưỡng là quan trọng nhất, chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp được. Nhưng chúng ta phải thực hiện từ sớm và có những cái lộ trình rõ ràng. Cái yếu tố thứ hai đó là luyện tập thể lực. Cái vấn đề này thì có lẽ là tôi thấy rằng là ở Việt Nam mình thì nó vẫn còn chưa được chú trọng nhiều lắm. Đấy, chính tại sao như vậy là bởi vì hiện tại tôi để ý các cháu học sinh từ tiểu học trở đi đến trung học cơ sở, trung học phổ thông ấy, thì cái tiết học về giáo dục thể chất rất là ít. Thậm chí các cái thầy cô bộ môn chính còn chiếm luôn cả cái tiết học về giáo dục thể chất. Vâng. Đấy nó thực tế nó đang ở đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn chú trọng về đào tạo, về kiến thức. Vâng. Và ít chú trọng đến về giáo dục thể chất. Thế thì đây là một thực trạng chung mà có lẽ trong thời gian tới thì các cơ quan có chức năng cũng phải thay đổi cái quan điểm về việc mà giáo dục thể chất cho học sinh. Ở một số nước thì tôi thấy rằng là cái học giáo dục thể chất nó là một môn chính và anh không vượt qua được, anh không qua được cái môn giáo dục thể chất là anh sẽ ở lại lớp. Đấy là một cái ví dụ để thấy rằng là họ quan tâm rất nhiều đến vấn đề giáo dục thể chất, còn trong khi ở ta thì lại quan tâm nhiều về giáo dục kiến thức. Thế thì để mà có được cái phát triển chiều cao tốt nhất thì chúng ta phải cung cấp các chất dinh dưỡng như tôi đã nói và can giúp ngay từ khi còn trong bụng mẹ, và các cái yếu tố, các cái thành phần quan trọng để giúp phát triển chiều cao đó là đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng trong đó quan trọng nhất phải nói đến canxi, vitamin D và MK7, thì đấy là những yếu tố mà quý thính giả cũng có thể áp dụng ngay từ sớm và hoàn toàn có thể là thực hiện được ngay từ khi mà những bà mẹ mang thai cũng đã có thể thực hiện được rồi. Thì có giai đoạn mà khi trẻ ra đời cũng vậy, khoảng từ 0 đến 3 tuổi, thì ở giai đoạn tuổi dậy thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể cung cấp được những chất dinh dưỡng, trong đó có chứa canxi rồi vitamin D rồi MK7 để giúp sao trẻ có đủ những cái chất dinh dưỡng cũng như có đủ những cái thành phần để giúp cho cái xương của trẻ phát triển một cách tối đa, và giúp điều đó sẽ giúp được là trẻ có được cái chiều cao tốt nhất ở tuổi trưởng thành. Dạ vâng ạ, may quá là chúng ta vẫn còn có rất là nhiều cách để có thể tác động cải thiện chiều cao cho các bé. Và có thể nói rằng dinh dưỡng ạ chiếm tới 31-32% trong việc là quyết định vóc dáng cao lớn của trẻ. Và dinh dưỡng thì lại là cái yếu tố mà chúng ta rất là dễ có thể là can thiệp đúng không ạ, thông qua là bổ sung vào cái chế độ ăn uống của mẹ trong giai đoạn mang thai, rồi của các bạn nhỏ trong những cái giai đoạn đầu đời, 1.000 ngày đầu đời gần đây chúng ta nói đến rất nhiều, và sau đó là cái giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì nữa, thì việc bổ sung dinh dưỡng cũng vô cùng là quan trọng. Với những cái dưỡng chất như là canxi rồi vitamin D, MK7, chondroitin chẳng hạn, những cái khoáng chất thiết yếu như vậy, thì thưa bác sĩ ạ, bằng cách nào chúng ta có thể bổ sung những cái dưỡng chất này, chúng có ở đâu và cái độ tuổi nào thì phù hợp để bổ sung đầy đủ những cái yếu tố như trên ạ?
Hiện nay thì về các cái cơ bản về các chất dinh dưỡng này nó đều có trong các cái thức ăn và đồ uống. Thế rồi đối với trẻ em thì trong sữa có cơ bản có đầy đủ. Tuy nhiên thì việc mà chế độ ăn cũng như là thức uống cũng như là sữa thì đối với trẻ nhiều khi là cung cấp nó không được đầy đủ, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái nguồn từ viên uống hoặc là từ các cái nguồn như là thực phẩm bổ sung sức khỏe, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, còn gọi là thực phẩm chức năng ấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng các cái nguồn này. Hiện nay cũng có rất là nhiều sản phẩm nhưng mà tốt nhất chúng ta nên sử dụng những sản phẩm mà có chứa cái thành phần như là canxi nano, rồi vitamin D3 và MK7. Tại sao phải có chứa ba thành phần này? Chúng ta biết rằng là canxi là thành phần chính để giúp cơ thể tổng hợp lên khung xương, là nguyên liệu chính để tái tạo xương. Trong khi muốn hấp thu được canxi thì ta phải có nhờ vitamin D. Vậy tại sao vậy? Bởi vì vitamin D là có tác dụng là tăng hấp thu canxi ở ống tiêu hóa và tăng tái hấp thu canxi ở ống thận, và kết quả cuối cùng là làm tăng cái nồng độ canxi ở trong máu. Còn MK7 là cái gì? MK7 chính là một cái vitamin K2 có trong tự nhiên, và nó có tác dụng rằng là nó vận chuyển canxi từ máu vào xương. Đây là một cái vai trò rất là quan trọng. Muốn canxi muốn gắn được vào xương ấy, thì phải có nhờ một cái thành phần, đó là một cái protein có tên là osteocalcin. Mà osteocalcin này muốn hoạt hóa được thì lại phải nhờ MK7, tức là vitamin K2 ấy. Thế thì khi mà canxi được gắn vào xương rồi thì nó phát huy tác dụng của canxi làm giúp xương phát triển, xương chắc khỏe. Nhưng đồng thời cái tác dụng mà gắn canxi vào xương này nó cũng có tác dụng, một cái tác dụng nữa, đó là nó sẽ làm hạn chế những cái tác dụng phụ có thể có của canxi xảy ra. Chẳng hạn như là nếu như canxi mà không được gắn vào xương mà nó có thể lắng động ở thành mạch máu chẳng hạn, thì có thể gây ra cái chứng là xơ vữa mạch rất là nguy hiểm. Hay như là lắng động ở mô mềm thì gây là vôi hóa mô mềm, hay là lắng động ở thận chẳng hạn có thể gây sỏi thận. Thì đấy là những tác dụng phụ của canxi khi mà không được gắn chuyển hóa vận chuyển tốt vào xương. Thế như vậy là phải nói rằng là chúng ta, tôi xin nhắc lại là chúng ta phải có thể bổ sung từ các nguồn là thức ăn, rồi sữa, thế rồi các thực phẩm chứa nhiều canxi như là thịt, trứng, cá vân vân thì đấy đều có chứa canxi cả. Rồi các loại rau củ quả nó đều chứa các vitamin khoáng chất, thì đấy là chúng ta cung cấp các nguồn dinh dưỡng. Thế còn bên cạnh đó chúng ta có thể cho trẻ uống thêm sữa trong suốt quá trình. Mà ngày nay tôi đã biết rằng là bản thân tôi cũng có con nhỏ, thì tôi cũng biết rằng là ngành giáo dục của Hà Nội, tức là Sở Giáo dục Hà Nội ấy, dạ, thì cũng đã có một cái đề án là sữa học đường, vâng, cũng đã cung cấp cho sữa cho toàn bộ học sinh, các cháu từ mầm non đến hết trung học, đến hết tiểu học, tức là hết các cái trường tiểu học đều có chương trình sữa học đường, và các cháu đã bắt đầu sử dụng từ năm 2019 rồi, là có rồi, và sữa đã đến được tay các cháu rồi. Thì đấy là một đề án tôi cho rằng cũng rất là có ý nghĩa, và nó cũng tác dụng là tốt để giúp phát triển cái tầm vóc và thể lực của thanh niên Việt Nam mình trong thời gian tới. Thế thì đấy là về các chế độ dinh dưỡng như vậy. Thế còn về bổ sung thì chúng ta, như tôi đã nói, là chúng ta phải bổ sung từ các nguồn có chứa đầy đủ là vitamin D, rồi canxi, MK7. Thì đấy là các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể là lựa chọn và bổ sung cho con em mình ngay từ khi mà còn để nằm trong bụng mẹ. Dạ vâng ạ. Nhắc tới những cái yếu tố để có thể là phát triển chiều cao cho trẻ, thì bổ sung dinh dưỡng các cái thành phần như là canxi D hay là MK7 thì bây giờ có lẽ trong nhận thức của người dân là đa phần là cũng biết là phải bổ sung cái bộ ba này rồi. Nhưng mà bổ sung với cái liều lượng bao nhiêu là đủ? Nếu mà bổ sung ít quá thì nó cũng không phát huy được hết cái tiềm năng để con có thể là cao lớn. Còn nếu mà bổ sung dư thừa và lại không đúng chỗ nữa thì cũng có những cái tác hại nhất định đối với sức khỏe. Vì vậy mà liên quan tới vấn đề này thì các bậc phụ huynh cũng nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ, cũng như là lựa chọn được cho mình những cái phương án tối ưu nhất. Thì Nguyên thấy rằng là cái tốc độ phát triển chiều cao của trẻ ở các cái giai đoạn là cũng khác nhau, và qua nhiều chương trình thì các chuyên gia cũng đã nhắc đến rất là nhiều về ba cái giai đoạn vàng có thể là cải thiện được chiều cao vượt trội cho các bé. Một lần nữa trong chương trình ngày hôm nay cũng xin được nhờ bác sĩ Vũ Văn Lực có thể thông tin một cách rõ nét tới các cái quý vị thính giả, đó là việc của chúng ta tác động một cách tích cực và phù hợp trong những cái giai đoạn này thì nó có hiệu quả như thế nào ạ? Như đã nói thì là trong suốt quá trình phát triển của cơ thể ấy, thì đối với nam giới thì nó phát triển từ khi sinh ra cho đến cái thời điểm mà khoảng 25 tuổi, và sau 25 tuổi là cơ thể không phát triển thêm được nữa. Còn đối với nữ giới thì phát triển đến năm khoảng 20-23 tuổi, thì sau thời điểm đó là nữ giới không phát triển thêm được nữa. Và trong suốt quá trình phát triển của cơ thể như vậy thì nó có những giai đoạn phát triển vượt bậc. Thì thứ nhất tôi phải nói đến giai đoạn bào thai.
đứa trẻ trong bào thai là một giai đoạn mà phát triển của trẻ phát triển rất nhanh, thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Và chính vì thế cho nên chúng ta phải trong giai đoạn bào thai này chúng ta phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai. Và ngày nay tôi biết rằng là cũng các bà mẹ cũng đã chú ý rất nhiều đến cái vấn đề mà bổ sung chất dinh dưỡng cũng như là bổ sung canxi ngay từ khi giai đoạn còn mang thai. Và đây cũng là một cái tín hiệu tốt khi mà rất nhiều người đã ý thức được cái vai trò quan trọng của việc bổ sung các vitamin dưỡng chất, đặc biệt là canxi cho trẻ. Cái giai đoạn thứ hai, ở đây tôi xin nói thêm giai đoạn mang thai là khi mà đứa trẻ mà nếu như người mẹ mà khi mang thai mà có chế độ ăn uống, có chế độ dinh dưỡng tốt ấy, thì khi đứa trẻ sinh ra thì nó có chiều dài là khoảng 50cm và cân nặng khoảng là 3kg. Đây là cái chiều cao trung bình, cái chiều dài và cũng như là cân nặng trung bình của đứa trẻ sinh ra. Và chúng ta thấy rằng cái chiều dài và cái cân nặng này thì của trẻ em Việt Nam mình cũng tương đương với trẻ em của các nước trên thế giới. Như vậy đấy rằng để lúc sinh ra là chúng ta hoàn toàn là có chiều dài cũng như là cân nặng là tương đương với lại trẻ em của nước trên thế giới. Thế còn giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà từ 0 đến 3 tuổi. Như là chị Thủy Nguyên vừa nói là 1.000 ngày đầu đời là vì như vậy là nó khoảng là 0 đến 3 tuổi. Cái giai đoạn này cũng là một giai đoạn mà có thể nói là chăm sóc trẻ là vất vả nhất mà giai đoạn đầu đời. Giai đoạn này cũng có sự thay đổi rất nhiều, rất nhanh và sự phát triển rất nhanh về cân nặng cũng như là về chiều cao. Thì cái giai đoạn này chúng ta cũng phải chăm sóc con trẻ một cách hết sức là cẩn thận. Khi mà trẻ mới sinh ra ấy, thì những cái thời điểm như là dưới 6 tháng tuổi thì nếu như người mẹ mà có đủ sữa thì tốt nhất là cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Bởi vì sao? Vì sữa mẹ là nguồn thức ăn, nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. Hiện tại không có một cái loại sữa nào có thể thay thế được sữa mẹ. Sữa mẹ nó còn chứa rất nhiều các cái vitamin và dưỡng chất. Ngoài ra sữa mẹ, cái sữa non ấy, ở những ngày đầu đời ấy, thì cái sữa non của người mẹ còn chứa kháng thể để giúp trẻ bảo vệ những cái tác nhân gây bệnh cho trẻ. Do cái thời điểm mới sinh ra là trẻ chưa có được cái sức đề kháng tốt, thì để thấy rằng cái sữa mẹ là chưa có một sữa nào có thể thay thế được sữa mẹ. Thế rồi sữa mẹ còn chứa các cái chất xơ hòa tan nữa và để giúp tiêu hóa của trẻ rất là tốt. Và đây là lý do là tại sao mà trẻ bú sữa mẹ thì không bị táo bón, nhưng mà trẻ mà uống sữa công thức thì là nguy cơ bị táo bón rất là cao. Thì đấy là tại sao mà sữa mẹ nó tốt như vậy. Và những chuyên gia cho rằng là những trẻ mà bú sữa mẹ hoàn toàn thì còn thậm chí còn không cần phải uống thêm nước nữa cơ. Thì đấy là thấy rằng là sữa mẹ rất là hoàn hảo. Còn nếu như những bà mẹ mà không đủ sữa mẹ thì chúng ta hoàn phải bổ sung cho trẻ cái sữa công thức và phù hợp với độ tuổi của trẻ. Thế thì đấy là đối với trẻ mới sinh ra. Ngoài ra khi mà trẻ bắt đầu vào tuổi ăn dặm rồi, chúng ta phải bổ sung cho trẻ đầy đủ các cái loại chất dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển của trẻ. Ở đây trong cái khuôn khổ chương trình này thì tôi cũng không thể nói sâu hơn được về các cái chế độ ăn cho trẻ, nhưng mà để thấy rằng là chúng ta phải bổ sung cho trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng, có đầy đủ các bốn hiện nay chất dinh dưỡng bổ sung cho trẻ là chúng ta phải đủ bốn nhóm thực phẩm như là chất đạm này, chất tinh bột này, chất béo này, rồi cái nhóm vitamin và khoáng chất. Thì để thấy rằng phải có đầy đủ các bốn nhóm thực phẩm này để cung cấp cho trẻ trong bữa ăn hàng ngày. Thì cái giai đoạn thứ ba, phải nói rằng cái giai đoạn này cũng là một giai đoạn mà phát triển vượt bậc về thể lực, rồi về thể chất, rồi chiều cao cũng như là cân nặng của trẻ. Đó là giai đoạn mà tuổi dậy thì. Cái tuổi dậy thì này thì nó tùy theo trẻ, nhưng mà đối với nam ấy, thì nó khoảng từ 10 đến 16 tuổi. Có những trẻ có một số trường hợp thì chậm hơn một chút, trung bình khoảng từ 12 đến 18 tuổi. Còn đối với nữ thì sớm hơn, khoảng từ 9 đến 14 tuổi, 9 đến 13 tuổi thì đối với nữ thì nó có thể có những trẻ thì sớm hơn. Mà ngày nay thì có những trẻ thậm chí 8 tuổi đã dậy thì rồi, đối với nữ. Thế thì đấy là cái tuổi dậy thì, trong đó có giai đoạn là tiền dậy thì nữa. Tiền dậy thì nó còn trước đó 1-2 năm thì tùy theo trẻ. Thế thì cái giai đoạn dậy thì này cũng được đánh giá là một giai đoạn mà có sự phát triển rất là nhanh, mạnh về thể lực, thể chất, rồi về chiều cao cũng như là về, ngoài ra nó có các yếu tố khác nữa như các yếu tố sinh dục, yếu tố về tâm sinh lý của trẻ. Cái giai đoạn này nó có rất nhiều những cái thay đổi. Thế để thấy rằng đấy có ba cái giai đoạn phát triển vượt bậc nhanh và vượt bậc của cơ thể trong suốt quá trình phát triển. Thì sau giai đoạn dậy thì trẻ cũng còn tăng chiều cao thêm được nữa, nhưng mà cái giai đoạn này thì nó sẽ chậm hơn. Để thấy rằng là nếu như chúng ta có như một chiến lược tốt mà từ khi mà đứa trẻ từ nằm trong bụng mẹ rồi đến giai đoạn mà tuổi 0 đến 3 tuổi rồi đến tuổi dậy thì nữa, thì nếu chúng ta có
có phương pháp tốt, phù hợp thì hoàn toàn có thể cải thiện được chiều cao của con em mình trong khi mà đến tuổi trưởng thành. Dạ vâng, như vậy là rất rõ ràng rồi, chúng ta đã có được ba cái giai đoạn quan trọng để bố mẹ coi như là có thể dồn hết tất cả tâm huyết vào đây nếu như mà mong muốn là con có thể cải thiện được cái chiều cao khi mà trưởng thành. Và với mỗi một cái giai đoạn này thì chắc chắn rồi những cái biện pháp mà chúng ta tác động nó cũng sẽ phải khác nhau. Và thưa bác sĩ ạ, vậy thì cụ thể trong từng cái giai đoạn như thế này nên bổ sung về mặt vấn đề dinh dưỡng ra làm sao để có thể là phát huy được tối đa cái tiềm năng trong cái chiều cao di truyền của mỗi bé ạ? Vâng, như tôi đã nói thì mỗi giai đoạn này là có 3 giai đoạn của trẻ, như vậy thì mỗi giai đoạn chúng ta phải bổ sung những cái chất dinh dưỡng nó phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Đấy là một cái công thức chung như vậy. Tuy nhiên thì tùy theo giai đoạn chúng ta có thể có những cái sản phẩm, có những cái chế phẩm mà nó phù hợp với lứa tuổi. Đây thì tôi xin nói chung là sẽ có các cái biện pháp chung để giúp cung cấp chất dinh dưỡng cũng như là các cái thành phần, các cái vitamin và dưỡng chất giúp phát triển chiều cao cũng như là cân nặng của trẻ. Thì ở tùng theo đứa tuổi thì có những cái sản phẩm nó phù hợp, chẳng hạn như đối với cái nhóm tuổi từ 0 đến 3 tuổi thì chúng ta phải sử dụng cái nhóm tuổi này, như tôi đã nói là cái nhóm tuổi đầu đời của trẻ, cái sự mà phát triển của cái hệ miễn dịch nó chưa được đầy đủ, vì thế mà trẻ rất là hay ốm vặt, cho nên chúng ta cần phải bổ sung những sản phẩm mà có ngoài cái vitamin và dưỡng chất, ngoài canxi, vitamin D và MK7 ra thì còn phải nên cung cấp thêm những cái sản phẩm, những thành phần mà giúp tăng sức đề kháng. Chẳng hạn như chúng ta có thể cung cấp ở lứa tuổi này có thể cung cấp cho trẻ cái sản phẩm là cái Previp, cái cốm Previptin 2 chẳng hạn. Thì cái Previptin 2 này có vừa có chứa cái sản phẩm, thành phần là vitamin canxi này, canxi nano này, vitamin D3 rồi MK7. Ngoài ra còn chứa các thành phần giúp tăng sức đề kháng cho trẻ như là sữa non, rồi imam alpha như imam alpha này, thế rồi các cái imam alpha là chút nó giúp tăng sức đề kháng, thế rồi chứa cả phần là sữa non nữa, thì đấy để làm gì, để giúp tăng cái sức đề kháng cho trẻ, ngoài phát triển về về hệ xương, ngoài phát triển xương ra thì còn giúp tăng phát triển, tăng cường cái sức đề kháng của trẻ để giảm ốm vặt. Thì đấy là cái giai đoạn mà trẻ rất hay ốm vặt. Cái giai đoạn tiếp theo là khoảng từ 4 tuổi đến 9 tuổi, cái giai đoạn này thì trẻ bắt đầu đi học rồi, cho nên chúng ta cần phải, và cái giai đoạn này thì sức đề kháng của trẻ nó đã tốt hơn rồi, thì cho nên chúng ta cần cung cấp cho trẻ những cái thành phần ngoài canxi, vitamin D ra thì phải thêm những sản phẩm, những cái thành phần giúp phát triển trí não và bảo vệ mắt nữa, như là DHA hay là tauranh vân vân. Thì cái sản phẩm này, cái thành phần này nó có trong sản phẩm là Previptin 3, đấy là để nó phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Còn đối với lứa tuổi mà dậy thì và tiền dậy thì, tức là từ khoảng từ 10 tuổi trở đi, thì lúc đấy chúng ta lại sử dụng sản phẩm nó phù hợp với sự phát triển của trẻ, đó là sản phẩm ngoài chế độ dinh dưỡng ra thì chúng ta bổ sung thêm sản phẩm chẳng hạn như Biptin, nó có ngoài cái chứa cái vitamin, chứa canxi, vitamin D mà các bài ra thì còn chứa thành phần giúp phát triển, giúp các chất dinh dưỡng giúp phát triển xương, chẳng hạn như chứa cả DHA rồi chứa choretin giúp phát triển sụn vân vân. Thì đấy là cái lứa tuổi này nó phù hợp với từng sản phẩm của các cái giai đoạn, các cái giai đoạn này nó phù hợp với các sản phẩm cụ thể, để làm sao để ngoài cái bổ sung cái dinh dưỡng theo cái chiều cao hàng ngày, chúng ta phải bổ sung thêm các cái sản phẩm nó phù hợp với lứa tuổi là vì như vậy. Dạ vâng, đúng là trong cái giai đoạn mà trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 4 tuổi là các bạn ấy rất là hay ốm vặt, và đây là cái giai đoạn gần như là tập dượt để cho các bạn ấy tự chiến đấu, đúng không ạ, với những cái tác động từ phía bên ngoài môi trường. Và đó cũng là lý do mà tại sao cái sản phẩm Previptin 2 nó lại phù hợp, đúng không ạ, với những cái thành phần như bác sĩ vừa mới chia sẻ. Thế thì còn cách sử dụng thì như thế nào ạ, cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi hoặc trẻ lớn hơn một chút nhưng mà hay bị ốm vặt ạ? Nói chung là những cái sản phẩm này chẳng hạn như cái Previptin 3, Previptin 2 rồi Biptin ấy, thì chúng ta nếu có điều kiện chúng ta có thể sử dụng thường xuyên, bởi vì là toàn những cái thành phần này mình có thể nó chứa canxi và các vitamin dưỡng chất giúp tăng cái giúp cung cấp canxi cho cơ thể, ngoài ra có dưỡng chất cần thiết giúp cái phù hợp cho trẻ ở tùy từng thời điểm, chẳng hạn như là đối với những cái nhóm, đối với vitamin 2 chẳng hạn thì nó chứa sản phẩm mà giúp tăng sức đề kháng, đối với vitamin 3 là giúp trẻ tăng phát triển trí não và bảo vệ mắt. Thế còn đối với Biptin thì dùng tăng phát triển, cũng như tăng phát triển nói chung, và trong đó có chứa thành phần giúp tăng phát triển sụn. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung hàng thường xuyên. Còn tuy nhiên thì nếu mà không, chúng ta có thể uống mỗi đợt, thậm chí là nhiều đợt, mỗi đợt khoảng từ 3 đến 6 tháng để mang lại hiệu quả tốt nhất.
Dạ vâng, rất là nhanh chóng bác sĩ Vũ Văn Lửa cũng đã vừa mới khái quát qua giúp quý vị thính giả có thể hiểu hơn về những cái kiến thức cơ bản giúp con tăng chiều cao vượt trội, cách bổ sung những cái sản phẩm như là Previtin 2, Previtin 3 hay là Viptin chẳng hạn, qua từng cái giai đoạn cũng như là tác dụng của nó trong việc là giúp trẻ có thể là khỏe mạnh, cao lớn, vượt trội, và lại bổ sung thêm những cái thành phần giúp trí não có thể là phát triển tốt hơn, phù hợp với cái giai đoạn mà các bé đi học. Rất là cảm ơn những cái thông tin mà bác sĩ cũng đã chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay. Cụ thể chúng tôi cũng mong muốn lắng nghe những câu hỏi từ phía quý vị thính giả nghe đài thông qua đường dây nóng 1900 6255. Hãy cùng cung cấp những cái thông tin về thể chất của các con, của các bé nhỏ trong gia đình của mình, và để xem bác sĩ của chúng ta sẽ nói gì về cái sự phát triển của các bé trong gia đình nhà bạn đã đủ chuẩn hay chưa, và chúng ta cần phải can thiệp tác động ra làm sao để có được hiệu quả tốt nhất. Quý vị đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng phát sóng trực tiếp từ 9h30 phút đến 10h30 phút ở trên kênh Sức Khỏe Cho FM. Chủ đề ngày hôm nay là những kiến thức cơ bản giúp con tăng chiều cao vượt trội, và như thường lệ chuyên gia của chương trình, ngày hôm nay bác sĩ Vũ Văn Lực, bác sĩ sẽ tư vấn thật là thấu đáo những câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc của quý vị thính giả về chiều cao, cân nặng, sự phát triển của các bé trong gia đình, làm thế nào để có thể bổ sung và can thiệp kịp thời vào những cái giai đoạn vàng giúp các con lấy được cái chiều cao tối đa trong cái giai đoạn trưởng thành. Và đường dây nóng của chúng tôi là 1900 6255 để quý vị nhanh chóng đăng ký kết nối và nhận phần tư vấn từ phía bác sĩ. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể email về hòm thư biên tập a@989.vn. Một thông tin khác nữa mà Thủy Nguyên tin rằng cũng rất nhiều quý vị thính giả quan tâm, đó là khung giờ phát lại của chương trình. Quý vị có thể nghe trên kênh Sức Khỏe Cho FM vào lúc 19 giờ cùng ngày để không bỏ sót những phần tư vấn của bác sĩ. Ngoài ra thì chương trình cũng được phát lại trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, tần số FM 93.7MHz vào lúc 16 giờ. Ngay sau đây chúng tôi sẽ cùng giải đáp một câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đến từ hòm thư điện tử biên tập a@989.vn. Xin nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Thưa bác sĩ, con trai tôi năm nay 12 tuổi, cao 1m36, cân nặng là 34kg. Vậy con tôi có bị suy dinh dưỡng không? Và tôi nên cho cháu ăn uống như thế nào để tăng chiều cao và sức khỏe? Vâng, với câu hỏi này xin nhờ bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào quý vị và vị thính giả. Thế thì đối với trẻ mà 12 tuổi mà chiều cao có 1m36 thì tôi xin nêu ra cái tiêu chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới để thính giả có thể theo dõi và đối chiếu. Đối với trẻ là 13 tuổi thì chiều cao là bao nhiêu và cân nặng là bao nhiêu? Thì ở đây, đối với trẻ mà 13 tuổi thì cân nặng, đối với nam giới, cân nặng trung bình là 45 con trai ạ, bạn này là con trai và 12 tuổi ạ, cao 1m36, cân nặng 34kg. Vâng, 34kg. Thì đối với trẻ mà chiều cao là 13 tuổi, đối với nam giới thì cân nặng trung bình là 45kg và chiều cao trung bình là 1m56, tức là 156cm. Như vậy đối với trường hợp trẻ này thì thứ nhất là về cân nặng cũng như là chiều cao đều thấp hơn so với chuẩn. Ở đây bé mới được có 1m36 trong khi mới nặng có 34kg, thấp hơn rất là nhiều so với chuẩn. Cái này thì nó chưa phải là suy dinh dưỡng, nhưng trẻ sẽ thấp hơn so với chuẩn khá là nhiều. Thì đối với trẻ mà tầm tuổi này thì đối với nam giới thì bắt đầu bước vào tuổi tiền dậy thì đây là một giai đoạn vàng, có thể nói giai đoạn mà bước vào giai đoạn vàng để phát triển, để giúp cho trẻ phát triển chiều cao và cân nặng trong thời gian sắp tới. Thế thì để mà giúp trẻ phát triển tốt trong thời gian tới thì thứ nhất thì chúng ta cần phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Như tôi đã nói trong chương trình là chúng ta phải bổ sung cho trẻ đầy đủ các vitamin và dưỡng chất trong các chế độ ăn. Từ chế độ ăn phải đầy đủ 4 nhóm thực phẩm, là gồm có chất đạm, chất béo, rồi tinh bột, vitamin và dưỡng và khoáng chất. Thì đấy là 4 nhóm thực phẩm chính mà trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra chúng ta có thể cung cấp cho trẻ uống thêm sữa hàng ngày nữa. Thế thì và một cái vấn đề không thể không nhắc đến, đó là luyện tập thể lực. Đối với trẻ này thì chúng ta cần phải có chế độ luyện tập. Thì đối với có thể tập môn gì cũng được, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên khuyến khích trẻ tập cái môn mà có tác dụng kéo giãn tốt, như là môn xả đơn, xả kép. Thế rồi đấy là cái môn mà giúp phát triển chiều cao là tốt nhất.
cái thời gian tập cũng rất là quan trọng. Chúng ta không phải là cứ ngày ta tập nhiều, hôm nay ta tập nhiều, ngày mai ta lại nghỉ thì nó không phải tốt, mà chúng ta phải tập đều đặn. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là hàng ngày chúng ta phải tập tối thiểu là 1 tiếng, tức là khoảng 60 phút một ngày, và tối thiểu là phải 5 ngày mỗi tuần thì nó mới đạt được cái hiệu quả. Thì đấy là cái chế độ luyện tập. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải cho trẻ bổ sung thêm các vitamin và dưỡng chất giúp tăng mất chiều cao, như là canxi, rồi vitamin D mà có 7 và các dưỡng chất khác nữa giúp là tăng phát triển xương, như là cái có chứa thành phần choroitin ở DHA vân vân. Thế thì đối với cái tuổi này thì như tôi đã nói trong chương trình, đó là chúng ta có thể sử dụng ngoài cái chế độ như tôi đã nói, thì chúng ta nên bổ sung cho trẻ là cái sản phẩm là Viptin. Viptin thì rất là phù hợp với cái lứa tuổi này, chúng ta có thể cho dùng sẽ dùng thường xuyên với liều là khoảng 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần, chúng ta dùng thường xuyên kết hợp với các biện pháp chế độ dinh dưỡng rồi luyện tập nữa, thì đảm bảo rằng là trẻ sẽ có được cái sự phát triển tốt nhất trong thời gian sắp tới. Dạ vâng ạ, sẽ có nhiều việc mà bà mẹ này sẽ phải làm khi mà con của mình hiện tại cũng đang thiếu về chiều cao và cân nặng khá là nhiều so với chuẩn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng hy vọng là với những cái phần tư vấn vừa rồi từ phía bác sĩ Vũ Văn Lực, thì vị thính giả cũng có thể áp dụng, và đâu đó chị cũng có thể phản hồi lại cho chúng tôi theo tổng đài 1900 6255. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau và có được những cái phương án tốt nhất. Tạm biệt với câu hỏi của vị thính giả vừa rồi, chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo đã đăng ký qua đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ, xin chào vị thính giả đang chờ máy. Vâng, chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Tôi là Phương ạ, ở Hà Nội. Tôi có con gái đang mang bầu tuần thứ 12 ạ. Tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp là cháu nên ăn uống dinh dưỡng như nào. Mà thời gian cách đây 2-3 hôm gần đây thì cháu bị đau rất nhiều ở cái bên xương chậu ở bên phải ạ. Thì cháu đi lại khó, và nhất là ví dụ bước chân lên cái xe máy thì không bước được nổi nữa. Thì bây giờ là theo bác sĩ là có phải do cháu thiếu canxi không ạ? Và cháu phải làm nào cho đỡ đau ạ? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của vị thính giả. Mời chị đến với phần tư vấn của bác sĩ Vũ Văn Lực. Xin chào chị Phương. Chị cũng rất là quan tâm đến con nhà mình đang mang bầu vấn đề này. Tức là mang, thế thì đối với lại phụ nữ mang thai thì xin chị xin lưu ý rằng là cái thời điểm mang thai là nó có rất nhiều những thay đổi, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các sức khỏe cũng như là các cái thể chất rồi thể trạng của người phụ nữ khi mang thai. Và thì mang thai rất là mệt mỏi đấy, rồi ngoài về lo lắng căng thẳng ra ấy, thì những người phụ nữ mang thai nó cũng ảnh thay đổi rất là nhiều những cái thành phần trong cơ thể, nội tiết trong cơ thể, cho nên nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thế thì như chị có mô tả thì là cháu nó chỉ bị đau, tức là bị đau khi mà mang thai. Thì cái đau này thì nó có rất nhiều nguyên nhân, tất nhiên thì phải khám, nhiều khi phải khám trực tiếp thì mới biết được là nguyên nhân gì. Nhưng còn cái thiếu canxi nó không gây đau đâu chị ạ. Nó không gây đau, bởi vì thiếu canxi nó không có cái lý do gì nó gây đau cả. Nó chỉ có thể gây ra chuột rút này, thế rồi hoặc là co cứng cơ thôi, chứ còn nó không gây đau nhiều nhá. Thì đấy nó chỉ phải phân biệt như vậy. Cái đau như này thì mình phải lưu ý, nếu như đau mà nó chỉ đau cơ, chỉ để ý là nó đau cơ bên ngoài, đây tôi đoán thôi, là rất có thể nó chỉ đau cơ thôi, hay là đau bên ngoài, đau ngoài da thôi, đau cơ. Thì nhất là phụ nữ mang thai do cái tư thế nằm không được thoải mái, tư thế nằm mình nó cũng không được tự nhiên như là người bình thường này. Thế rồi thời tiết thay đổi, nhất là mùa đông như vậy, nhưng mà ở miền Bắc mình mùa đông như này trời rất là rét, cho nên là cái việc mà tư thế ngủ nó không được phù hợp thì nó cũng có thể gây tì đè và nó gây đau. Thì đây rất có thể nó đau cơ. Nhưng đối với phụ nữ mang thai thì bất kỳ cái dấu hiệu nào cũng cần phải lưu ý, chẳng hạn như đau kèm theo là da máu này, hay là có những cái bất thường thì chúng ta phải đi khám, nhất là đi khám. Ngày nay thì cái việc mà khám thai nó rất là đơn giản, nó không có khó khăn như ngày xưa, nhưng ngày nay rất là đơn giản. Thì chúng ta khi có biểu hiện như vậy thì chúng ta nên đi khám để siêu âm, thế rồi làm xét nghiệm để chúng ta chẩn đoán xác định xem cái đau đấy là đau do thai nhi, liên quan đến thai nhi, hay đau đấy là do bên ngoài cơ thể, tức là đau do đau cơ, thì để phân biệt nhá. Thế thì còn cái tuổi này đang mang thai với 12 tuần ấy, thì cũng là cái giai đoạn mà người ta gọi là, cái giai đoạn này cũng rất là nhiều những cái nguy hiểm, bởi vì nó trong vòng 3 tháng đầu vậy thì thai nhi nó chưa ổn định, chưa phát triển ổn định, cho nên mình rất là lưu ý. Thứ nhất là đi lại nhẹ nhàng thôi, không nên làm việc gì nặng cả, đi lại nhẹ nhàng. Như chị có nói rằng là cháu chỉ cần bước lên xe cái nó đau, thì cái này nó cũng rất là dễ hiểu thôi, vì giai đoạn này mới 3 tháng đầu là thai nhi nó đang giai đoạn phát triển, nó chưa ổn định, cho nên là mình cũng hết sức lưu ý. Và cũng chị cũng lưu ý rằng là cái thời điểm này
là cái thời điểm mà nếu có những cái tác động xấu như chẳng hạn như ngã va đập ấy, thì nó cũng có nguy cơ rất là nhiều đến ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng sau giai đoạn 3 tháng này rồi thì cái khi mà thai đã phát triển tốt rồi, đã làm tổ rồi, đã có trong bọc ối rồi thì lúc đấy là cái khả năng mà tai biến thì nó sẽ thấp hơn. Thì đấy thể thấy rằng là thế. Còn về bổ sung chất dinh dưỡng thì ngoài thì chỉ cần chế độ ăn uống cho bà mẹ mang thai, cho chế độ ăn uống tốt thôi, ăn uống tốt hơn bình thường thôi, kết hợp với lại bổ sung thêm các vitamin và dưỡng chất như canxi chẳng hạn. Đây là cái mà tôi thấy rằng ngày nay các bà mẹ mang thai cũng đã quan tâm rất nhiều, và chúng ta bổ sung cho cháu là canxi nhé, có thể uống loại gì cũng được, nhưng mà đối với trẻ mà bà mang thai uống canxi như tốt nhất là đi khám và sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Thì đấy là một vài lời khuyên đối với các bà mẹ mang thai, nhất là ở thời điểm mà 3 tháng đầu. Vâng, thế theo bác sĩ thì bây giờ cháu đến khám sản hay là khám nội ạ? À, cái này theo tôi phải đi khám sản chứ nhé. Chị Hà Nội thì có thể cho cháu mẹ cho đến bệnh viện phụ sản Hà Nội nhé. Thưa chị em, cho lên bơ vì bệnh phụ sản thì bác ấy bảo là lại cho đi khám nội. À vâng, thì đấy, khi mà khám sản các thấy bác sĩ thấy không có vấn đề gì cả nhé. Vâng, tức không có vấn gì liên quan sản khoa rồi thì mình lại chuyển sang khám nội nhé. Vâng, thì đấy là trong quá trình bác sẽ hỏi là em hỏi chứ là sao cháu uống cái thuốc MK7 như bác đang nói đấy có được không ạ? Cái này thì thực ra thì cũng được, nhưng mà tốt nhất ấy thì đối với phụ nữ mang thai ấy, thì chúng ta chỉ sử dụng sản phẩm mà nó phù hợp với phụ nữ mang thai là thì tốt hơn. Còn đối với cái sản phẩm mà có chứa mà các bài này thì nó phù hợp với trẻ em đang phát triển nhé. Vâng ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, xin được cảm ơn vị thính giả cũng đã kết nối với chương trình. Rất nhiều những cái băn khoăn về hành trình làm mẹ, đặc biệt là khi mà chúng ta có em bé trong những cái tháng đầu tiên, rồi sau đó là kể cả khi con chào đời nữa thì vẫn rất là nhiều những cái nỗi lo. Làm thế nào để con hay ăn chóng lớn rồi thì lại còn cao lớn, khỏe mạnh, chiều cao và phát triển tốt nữa. Tiếp tục những cái băn khoăn này, chúng tôi xin được lắng nghe và giải đáp câu hỏi của vị thính giả tiếp theo đã gọi điện qua đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe. Chào chương trình nhá. Dạ vâng, xin chào vị thính giả, mời thính giả đặt câu hỏi ạ. Mình ở Bắc Linh, cho mình hỏi là bé lớn nhà mình 3 tuổi thì chiều cao tầm độ khoảng 1m76-77, cân nặng tầm độ khoảng 11 cân rưỡi, thì cháu hỏi là cháu có bị suy dinh dưỡng không? À vâng, anh có không biết là có cung cấp nhầm thông tin về chiều cao không ạ? Bé 3 tuổi cao bao nhiêu phân hả anh? Cao tầm 77 phân. À vâng, 77 phân. Vâng, xin chào anh. Tôi tưởng là anh nói cháu cao 1m77 thì có quá rằng đây là trẻ mà trưởng thành thanh niên Việt Nam mình chưa chắc đã đến được cái chiều cao như vậy nhá. Vâng, đây 77 cm. Thế thì ở đây bé trai bé gái hả anh? Bé gái ạ. À vâng, với bé gái 3 tuổi thì đây tôi xin cung cấp cho anh cái tiêu chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới đối với bé gái 3 tuổi, tức là khoảng 36 tháng. Thế thì đối với bé gái 36 tháng tuổi thì có chiều cao trung bình là 95 cm. Vâng, và cân nặng trung bình là 14 kg. Vâng. Thế thì đối với bé nhà anh mà bé gái 3 tuổi mà mới chiều cao được có 77 cm và cân nặng 11 kg, tôi thấy rằng là thấp hơn khá nhiều so với chuẩn. Chuẩn là 95 cm, trong khi bé nhà mình mới được có 77 cm. Một cái đây là một cái thấp hơn rất nhiều so với chuẩn nha. Thế thì với cái trẻ mà tầm 3 tuổi giai đoạn này thì nói chung là chăm sóc trẻ cũng khá là vất vả, phải thừa nhận là như vậy. Và trẻ nó sẽ rất là không chịu ăn uống, rồi thì lại cũng hay ốm nữa, hay ốm vật. Và cái trẻ là nhất là miền Bắc Việt Nam mình, mùa đông này nó thay đổi rất là, thời tiết thay đổi rất là nhiều, đang ấm đang nóng thì lại đột ngột lạnh, cho nên là nguy cơ bị các bệnh nhiễm khuẩn rất cao, đặc biệt là viêm đường hô hấp. Thế thì trong trường hợp này thì tôi xin khuyên anh có mấy cái điểm như này. Thứ nhất, về chế độ ăn cho trẻ thì tôi không rõ là hiện nay thì cháu có chế độ ăn, cháu ăn uống tốt không, có khó ăn hay không, thì cái đấy thì cháu nó lười ăn lắm ạ. Vâng, ăn dỗ có khi cả tớ đồng hồ mới có mấy miếng ấy. Vâng, thì nếu có điều kiện nhé, nếu có điều kiện thì anh có thể đưa cháu đi khám chuyên khoa dinh dưỡng để bác sĩ khám và nó xét nghiệm xem là có mắc cái bệnh lý gì không, cần phải điều trị. Và mấy bạn nó lười ăn rau lắm bác sĩ, mà nó bây giờ ví dụ nó đi khám thì khám ở đâu ạ? À, anh ở Bắc Ninh, anh có thể đến bệnh viện Nhi Bắc Ninh, hoặc là đến bệnh viện đến cái trung tâm khám và dinh dưỡng ở Bắc Ninh, vì tôi không ở Bắc Ninh nên tôi không rõ là đấy có những bệnh viện gì. Còn nếu ở Hà Nội thì anh có thể lên bệnh viện, đến viện dinh dưỡng quốc gia hay là đến khoa dinh dưỡng của bệnh viện Nhi Trung ương, thì anh có thể khám ở những bệnh viện đấy nhá.
Thế thì ví dụ như là mình muốn kiểm tra xem là cháu có bị còi xương hay suy dinh dưỡng không thì chỉ xét nghiệm thôi à, phải không ạ? Vâng, vâng, phải khám và xét nghiệm thì mới biết được anh ạ nhá. Thì còn với cái chiều cao cân nặng như vậy tôi thấy rằng nó khá là thấp so với chuẩn, cho nên là cái đây cũng là một cái điều đáng là báo động. Cho nên tốt nhất nếu có điều kiện anh nên đưa cháu đi khám sớm. Thế còn bên cạnh đó, trong cái giai đoạn này thì anh cũng thể cho cháu với chế độ ăn uống như tôi đã nói là phải có chế độ dinh dưỡng và ăn uống đầy đủ này. Mình phải chế biến thức ăn làm sao cho nó phù hợp với lứa tuổi của trẻ này. Và đặc biệt là mình phải thay đổi món thường xuyên cho bé để bé giúp bé kích thích cho bé chịu khó ăn. Chứ mình mà cứ mãi cho ăn một món thì cũng không được. Một cái điểm nữa mà rất nhiều các cái trẻ gặp phải đó là những cái bé mà tại sao bé lười ăn. Thì nguyên nhân là có rất nhiều, có thể là do ức chế hệ tiêu hóa, do ốm này hay là do mệt mỏi này. Đấy. Hoặc là do ăn nhiều quá một món này, hay là ăn đồ ngọt trước khi ăn cơm này, thì đấy là cái lý do mà nó ức chế tiêu hóa thì nó khiến nó trẻ lười ăn. Một nguyên nhân nữa đó là do trẻ không hấp thu được thức ăn, nó gây ra trẻ lười ăn. Thế thì vâng. Cho nên đối với cái ví dụ như kiểm tra bệnh viện nhi của tỉnh thì xét nghiệm về quạt xương suy dinh dưỡng thì có được không ạ? Được, anh lên đấy bác sĩ khám mà bác sĩ sẽ có chỉ định phù hợp nhé. Cho cháu hỏi nữa là nhà cháu một bé trai 2 tuổi nặng 11 cân, chiều cao tầm độ khoảng 70 phân. 11 cân thì 7 cân, vâng, với bé 2 tuổi, bé trai 2 tuổi thì tôi xin nêu cho trình bày cho anh cái chuẩn tăng trưởng đối với bé trai 2 tuổi thì có cân nặng trung bình là 12 kg. Và chiều cao trung bình là 87 cm. Vâng. Thì cái trẻ thì ngày xưa thời kỳ mẹ bụng to thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo là kiểu như là thấy thai hiện tượng kiểu như là hơi bất thường một tí, thì kiểu như là chân tay thì ngắn mà chân bé mà đầu to ấy. À thế à? Chán rô. Nhưng mà hiện tại sinh ra hiện tại thời điểm hiện tại của cháu như thế nào nó mới là quan trọng anh ạ? Vâng, thời điểm thì bình thường có phải là đầu to chán rô với cả chân hơi bé thôi, thì có phải là ví dụ như là có phải lý do đấy có phải là ví dụ còi xương hay là gì không? Không, không, cái lý do đấy không hẳn là còi xương anh ạ. Nhưng đối với trẻ như đối với bé trai này tôi thấy là với chiều cao cân nặng như vậy là phát triển thế là tương đối là bình thường nhé, chứ không phải là còi xương nhé. Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng ạ, câu chuyện của anh thì làm Thủy Nguyên nhớ lại những cái ngày đầu mà có em bé, thì mình nhìn hình dạng em bé lúc mới sinh ra đời thì cũng thấy nhiều cái nó cũng băn khoăn lắm, tại sao đầu bé lại to như thế, chân lại ngắn như thế, không biết là có phải là bất thường hay không. Nhưng mà thực ra thì những cái năm tháng đầu đời bạn nào cũng như vậy đúng không bác sĩ? Vâng, bé cũng có những cái tiêu chuẩn rất là riêng trong những cái giai đoạn đầu đời. Và đây cũng là những cái kiến thức rất là vui và thú vị dành cho các bố các mẹ. Vâng, tạm biệt với vị thính giả vừa rồi có câu hỏi qua đường dây nóng 1900 6255 ạ. Chúng tôi tiếp tục đến với những băn khoăn thắc mắc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị thính giả đang chờ máy ạ. Alo, chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Vâng, em là Vân, em ở Hà Nội. Em muốn hỏi cho con trai là năm nay là sinh năm 2009, năm 10 tuổi rồi ạ. Thì cháu nhà em thì hiện nay thì 10 tuổi nhưng mà mới cao có 1m28 và nặng cũng 30 cân đấy ạ. Thì em cũng biết là cháu thì khá là thiếu về chiều cao và có thể cân nặng dinh dưỡng, thì em cũng có cho cháu đi khám kiểm tra dinh dưỡng và cũng như định kỳ thì và chụp cũng x-quang xong mà tay ngón tay thẳng thì cũng bị kết luận là cháu bị thiếu vitamin D. Thì hiện nay thì em vẫn cho cháu uống theo đơn của bác sĩ đấy ạ, là vừa bổ sung vitamin D và cả cái Nexico đấy ạ. Thì em muốn hỏi chút là em vẫn cứ cho cháu duy trì như này hay là em sẽ uống hết liều thuốc này thì em muốn chuyển sang cái bác sĩ có đang tư vấn là Britty gì đấy có được không ạ? À vâng, xin chào chị. Dạ, chị vâng. Vân, chị rất là lo lắng cho con mình. Chị hỏi cháu là bé trai bé gái dạ, hả chị? Dạ, anh ơi bé trai anh ạ. À vâng, ở đây tôi xin nêu ra cái chuẩn tăng trưởng của tối cái thế giới đối với bé trai 10 tuổi để chị có thể tham khảo nhé. Vâng ạ. Đối với bé trai 10 tuổi thì chiều cao trung bình là 138 cm, tức 1m38, và cân nặng trung bình là 31 kg. Như vậy đối với bé nhà chị thì cân nặng thì phát triển như vậy thì cũng tạm được nhá. Nhưng mà đối với chiều cao thì thấp hơn khoảng 10 cm so với chuẩn nhá. Thì đấy hơi thấp hơn chút thôi chứ không phải là quá thấp, cho nên là mình cũng không phải quá lo lắng quá căng thẳng đâu chị ạ. Đấy mình có thể lo lắng hơi lo xa thôi. Bởi vì sau giai đoạn này là bé trẻ bước vào cái giai đoạn thời kỳ là tiền dậy thì, cho nên là đòi hỏi mà thì trẻ sẽ có những cái sự phát triển vượt bậc về chiều cao, và nếu như mình có biện pháp tốt thì trẻ hoàn toàn, cái bé là chị hoàn toàn có thể phát triển tốt về chiều cao nhé. Thì chị đang băn khoăn rằng là đi khám và chụp x-quang đã được chẩn đoán thì tôi thấy rằng đây là biện pháp mà rất là phù hợp. Bác sĩ đã chẩn đoán và kê đơn rồi, thì thứ nhất là mình sử dụng
theo chỉ định của bác sĩ, kê đơn theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra thì trong các cái sản phẩm mà chị có nói là bổ sung canxi và vitamin D, thì mình hoàn toàn tuân thủ theo quy định bác sĩ như thế là phù hợp nhé. Thế còn chị cứ uống hoàn toàn, uống hết cái thuốc theo chỉ định của bác sĩ, và trong cái quá trình uống thuốc này chị hoàn toàn có thể uống thêm cái sản phẩm, cho cháu uống thêm cái bổ sung thêm cái sản phẩm Vivitin, cái Vivitin như tôi đã nói trong chương trình, tự uống chung vào được, không ảnh hưởng gì đến cái sản phẩm mà chị đang uống cả nha. Hai bên nó sẽ hỗ trợ, nó tương tác với nhau. Thì như tôi đã nói thì ngoài cái sản phẩm bổ sung ra cũng như là thuốc kê đơn của bác sĩ ra ấy, thì chị có phải có biện pháp, phải có chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Như tôi đã nói rất nhiều chương trình mà chị có thể tham khảo hiện nay, rất nhiều thông tin là bổ sung chất dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là cái về vấn đề luyện tập thể lực. Ngày nay cái này tôi thấy rằng là rất là khó đây, không phải là dễ chỗ nào cả. Nhưng nếu như trẻ mà có biện pháp thể lực tốt, hoạt động thể dục thể thao nhiều, như đối với trẻ tập xả đơn xả kép, tôi thấy rằng là cái thời thì chiều cao nó sẽ phát triển sẽ tốt hơn là những trẻ mà ít vận động. Thì đấy là biện pháp mà chị phải song song thực hiện, chứ không phải chỉ có đơn thuần là mỗi cái biện pháp là sử dụng thuốc cũng như là các sản phẩm bổ sung chị nhá. Em hỏi một chút là về thể dục, thì bạn này thì bạn ấy cũng có, bạn cũng rất nhỏ nhưng người, nhưng bạn ấy cũng rất là tham gia thể thao. Xà đơn em có treo ở cái cửa ra vào nhà, bạn tối bạn kéo ấy, hoặc là bóng đá thì bạn cũng tham gia. Đúng rồi. Thế nhưng mà về cái chế độ ăn ấy, em hỏi một chút là ví dụ như bạn ấy ăn thì cũng ăn rất là khỏe, thế nhưng mà ăn cũng rất là đều, nhưng em cũng thấy là không hiểu sao bạn ấy cũng không phát triển được. Cái vấn đề đấy là ăn được nhưng mà vấn đề là không hấp thu được. Cái ý tiêu hóa hấp thu kém. Đây là một vấn đề mà rất là nhiều trẻ gặp phải nhá. Thì đối với cái trẻ mà kém hấp thu vậy thì chị nên uống cho, bổ sung cho trẻ cái loại men vi sinh. Cái men vi sinh nó sẽ giúp tăng cường hấp thu và giúp kích thích đường tiêu hóa, kích thích nhu động ruột và làm giảm cái táo bón, cũng giảm cái nguy cơ táo bón và là giảm cái tình trạng tiêu chảy ở trẻ. Cho nên là chị có thể mua cho trẻ sản phẩm như là cái men vi sinh Golden Lab chẳng hạn nhé, để cho cháu uống kết hợp với lại quá trình dùng các cái thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cũng như là dùng thêm sản phẩm Vivitin nữa thì nó sẽ là tốt hơn cho sự hấp thu cũng cho phát triển của trẻ. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn câu hỏi của chị Vân đã đăng ký cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Lực. Thời lượng dành cho phần 2 của chương trình tới đây thì cũng đã hết rồi. Và rất cảm ơn quý vị cũng đã đồng hành với chúng tôi trong suốt hành trình 60 phút của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Văn Lực. Và xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống tăng chiều cao Vivitin của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259, hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Tới đây Thủy Nguyên cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các thính giả. Vivitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì, với bao canxi nano, vitamin D3 và MK7,